Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn biết đến NTG Channel và các bạn muốn nghe chuyện từ đầu để hiểu cốt truyện, các bạn có thể kích vào kênh của mình và kéo xuống danh sách phát truyện chữ Đấu La Đại Lục để nghe chuyện từ đầu. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay thôi nào. Liên minh huyền thoại khoảnh khắc livestream, truy cập ngay NTG Gaming. Chi tiết dưới phần mô tả của video này. Đấu La Đại Lục truyện chữ phần 373, Hải Thần Đường Tam. Màu sắc của nó đương nhiên là cũng không khiến cho Đường Tam chú ý nhỏ lắm. Điều mấu chốt chính là ngay khi cái hồn hoàn thứ 9 này màu kiểm sắc xuất hiện ra, thần niệm của Đường Tam rõ ràng là cảm giác được cái này chính là một cái hồn hoàn thần cấp. Hồn hoàn này có cùng cấp bậc với cái hồn hoàn thứ 10 của mình, sau khi năng lực của Lam Ngân Hoàng cùng với thần lực Hải Thần kết hợp với nhau hình thành. Đây là vì sao mà có, Đường Tam sau một chút giật mình, trong lòng không khỏi là có chút hưng phấn. Chính mình không ngờ lại là có được hai cái hồn hoàn thần cấp, tuy là hai cái hồn hoàn này xuất hiện ra trên hai cái hồn võ hồn khác nhau, nhưng mà bằng vào sự phụ gia của hai cái thần cấp hồn hoàn này với thân thể của chính mình, cũng đã có thể làm cho nền tảng thuộc tính của thân thể mình đã vượt trội so với các thần khác rồi. Rất nhanh, hắn đã hiểu được, cái hồn hoàn thứ 9 của Hạ Thiên Trì này chính là đến từ con thương mại Ma Kình Vương, con hồn thú cường đại, báo chủ trên biển này chính là do cấp bậc là tu vi trăm vạn năm. Chỉ còn cách một chút là có thể thành thần rồi, mà hoàn thành quá trình truyền thừa Hải Thần thần vị. Mà hoàn thành quá trình truyền thừa Hải Thần thần vị đã có thể làm cho tu vi hồn hoàn tăng lên là 5 vạn năm nữa. Như vậy, không thể nghi ngờ là đã làm cho khối hồn hoàn này hoàn thành là một bước cuối cùng đạt được cấp bậc là thần cấp. Nhưng mà tại sao cái hồn hoàn thần cấp này phục ra trên Hạo Thiên Trí lại là có màu ám xích kiểm sắc giống như là màu của Tù La lĩnh vực, mà không phải là giống như là màu lam kiểm sắc kia của Hải Thần đấy chứ? Điều này quả thật là có chút khó lý giải. Có điều, bất luận là nó như thế nào, ít nhất thì Tù La thần lực này cũng không có ảnh hưởng đến quá trình truyền thừa Hải Thần của mình, như vậy cũng là đủ rồi. Cũng không có suy nghĩ thêm nữa, thần niệm của Đường Tam khẽ nhoáng lên. Thanh Hạo Thiên Trì đã cùng với chín cái hồn hoàn kia đồng thời thu hồi vào trong cơ thể của hắn. Tất cả các quang mang xung quanh cũng là trong nháy mắt gom lại, xung nhập vào cơ thể của hắn. Thần quang trong mắt chợt lóe lên, thanh Hải Thần Tam Giao Kích trên tay phải nhẹ nhàng chỉ về phía trước, thanh chủ nhận phát sáng quang mang làm kiểm sắc, vạch một đường lên trên không trung, một đường vết sách nhất thời xuất hiện ở trong không gian trúng trái. Hải Thần bất dược sau lưng của Đường Tam thu liễm trở lại, quang mang chợt lóe lên, đã trực tiếp làm xuyên qua vết sách kia mà bay ra. Cảnh vật xung quanh biến đổi, chân đặt xuống đất, Đường Tam một lần nữa trở lại trong Hải Thần thần điện. Chẳng qua lúc này trong Hải Thần thần điện đã hoàn toàn là vắng vẻ, cũng không thấy bóng dáng của Hải Thần đâu nữa. Hải Thần đi rồi, hồi tưởng lại lúc đầu Hải Thần chỉ điểm cho mình, trên mặt của Đường Tam không khỏi toát ra một tia cười nhàn nhạt. Hướng đến cái ghế đặt ở trong cùng kia, hắn chậm rãi quỳ gối một gối xuống, cúi đầu lại một cái. Cái cúi đầu này chính là phát ra từ nội tâm cảm kích của Đường Tam, nếu không nhờ Hải Thần mấy lần trợ giúp, chỉ sợ hắn đã sớm chết rồi, càng không nói đến là việc hắn đạt được Hải Thần thần lực cường đại như bây giờ. Hoàn thành quá trình truyền thừa Hải Thần thần vị, hắn đã có tư cách ngồi trên cái ghế kia, nhưng mà hắn là không có làm như vậy. Đây chính là sự tôn kính của hắn đối với Hải Thần, dù sao thì hắn còn có đủ tư cách trở thành chủ nhân của tòa thần điện này. Hắn cũng vĩnh viễn là sẽ không ngồi trên cái ghế lớn đó, đó là vị trí của Hải Thần tiềm nhiệm, vĩnh viễn là như vậy. Hắn cũng không có ở lại lâu thêm, Đường Tam giống như là nghe được tiếng gọi của đám đồng bọn, hiện tại là hắn đã trở thành Hải Thần. Cánh cửa ánh sáng lối liền với thông đạo kia cũng không còn cần đến lực lượng của đám bạn hắn chống đỡ nữa. Đích thân Hải Thần thần lực của hắn đã duy trì, nhưng mà hắn cũng là không muốn tốn thêm thời gian ngừng lại ở đây nữa. Quang mang lam kim sắc hóa thành một đạo lưu quang lặng lẽ lóe lên. Ngay sau đó, Đường Tam đã xuất hiện bên ngoài của Hải Thần thần điện. Quay đầu nhìn lại, chăm chú nhìn kỹ vào tòa cung điện khổng lồ kia, nét cười của Đường Tam càng thêm lồng đậm hơn. Thân thể bồng bềnh dâng lên, quang ảnh lóe lên, đã dễ dàng xuyên qua màn hào quang từng ngăn cản hắn, xâm nhập vào trong làn nước biển xanh thẳm kia. Tiến vào trong nước biển một lần nữa, cảm giác đã là hoàn toàn bất đồng. Đường Tam chỉ cảm thấy được nước biển cũng giống như là một bộ phận thân thể của chính mình vậy. Căn bản là không cần hắn thúc giục thần lực, chỉ cần một ý niệm trong đầu lóe lên, nước biển đã đẩy hắn đến một vị trí mà hắn muốn. Hắn còn có thể cảm nhận được trong tầng nước biển này còn ẩn chứa một tia phần năng lượng thuần khiết, có thể hoàn toàn cấp cho hắn sử dụng. Đúng vậy, hiện tại mình đã chính là chủ thể trong đại dương. Bất luận là ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần nơi đó có nước, chúng nó cũng chính là lực lượng do mình điều khiển. Hải Thần Tam Sao Kích lại vùng lên, lam quang trong Hải Thần Chi Tâm mới hồi sinh chợt lóe lên. Nguyên bản là cánh cửa ánh sáng kia đã biến mất trong nước biển, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của Đường Tam. Xung quanh cánh cửa vẫn là như trước, không ngừng bốc lên hỏa diễm. Chỉ khác là quang mang phát ra lúc này đã là màu lam kim sắc rồi. Nhìn cánh cửa ánh sáng do hỏa diễm lam kim sắc biến ra này, trong lòng của Đường Tam âm thầm cầu nguyện.
Ba Thái Tây tiền bối, hy vọng ngài và ông cố có thể tại thần giới gặp lại nhau. Ở thế giới đó, các người nhất định là sẽ có thể cùng với nhau vĩnh viễn. Vừa nghĩ, Đường Tam vừa bước lên một bước, tay cầm hải thần tạp giò kích lên, rốt cuộc là cũng bước ra khỏi lãnh địa của trung gian giữa thần giới và nhân giới. Cũng là lời tiến hành truyền thừa của hải thần, cảnh vật trước mặt mở ra, khi mà Đường Tam từng bước đi ra khỏi cánh cửa ánh sáng kia. Toàn bộ quang mang trong tòa thần điện này đồng thời hóa thành một màu lam kim sắc, giống như là đang hưng phấn nghênh đón vương giả trở về vậy. Quang mang trên 7 tòa sân khấu trong nháy mắt thu liếm, lộ ra thân ảnh của 6 đồng bọn của Đường Tam. 6 người, 12 đạo ánh mắt đồng thời tập trung trên người của Đường Tam, trong mắt bọn họ có chút là hâm mộ, cũng có một chút vui mừng, có chút may mắn, thậm chí là còn có một chút là ghen tị nữa. Nhưng mà nhiều nhất vẫn là sự hưng phấn, vì Đường Tam tiến hành truyền thừa thành công mà hưng phấn. Trong sử lai khắc thất quái, rốt cuộc là cũng xuất hiện ra một vị thần, đệ nhất thần. Nhưng bất luận là Đới Mộc Bạch, Áo Tứ Tạp hay là Mã Hồng Tuấn đi nữa, trong lòng bọn họ cũng là âm thầm hạ quyết tâm. Đường Tam là người đầu tiên, nhưng mà cũng không phải là người duy nhất trong số sử lai khắc thất quái có khả năng thành thần. Một ngày nào đó, bọn họ cũng là muốn hướng về cái cảnh giới kia mà bước vào. Ngay trước mặt sử lai khắc, ngoài trừ trước mặt Tiểu Vũ là ba cái hồn hoàn thần ban màu vàng chói lọi ra, trước mặt những người khác đều nổi lơ lửng một cái, nhưng mà bọn họ cũng là không có đưa tay lên lấy. So sánh với một cái hồn hoàn thần ban, Đường Tam bình yên trở về mới là càng quan trọng hơn. Đường Tam cũng không có mở miệng, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu của Hải Thần Điện, chậm rãi giơ thanh Hải Thần Tạp Giò Kích trên tay lên. Tại trong Hải Thần Thần Điện trên Hải Thần Sơn, hắn long trọng tuyên bố với tất cả các sinh vật tồn tại trong đại hải, hải thần bảo hộ cho bọn họ đã trở lại. Quang mang lam kim sắc kia hóa thành một vòng năng lượng khổng lồ hướng về phía đỉnh của Hải Thần Thần Điện mà ngưng tụ trở lại. Trong tiếng lộ ầm vang, toàn bộ vách tường xung quanh của Hải Thần Điện trong nháy mắt là biến mất. Ngay trong tầng quang mang lam kim sắc kia mà biến mất, tại vị trí mà Hải Thần Điện chỉ là còn lại 7 cái bục tròn lớn mà thôi. Một cột sáng lam kim sắc khổng lồ phóng lên cao, hóa thành một đạo hải thần thần lực không gì sánh kịp thẳng nhập lên 9 tầng trời. Một đạo quang mang này lại là vô cùng là to lớn, một đạo quang mang này đã làm cho trời đất xung chuyển. Một đạo quang mang này đã làm cho toàn bộ mặt biển hoàn thành là một sắc thái giống nhau. Đại hải xô trào, nước biển trong nháy mắt dâng lên cả 100 mét. Tất cả sinh vật biển lúc này cũng đều điên cuồng hướng về phía mặt biển mà nhảy múa. Dưới sự dẫn dắt của hải thần thần lực khổng lồ, bọn họ có thể nhìn thấy toàn bộ đại hải đã hóa thành một mảnh lam kim sắc. Quang mang nhàn nhạt lóe lên, thần sắc trên mặt của Đường Tam trở lên cực kỳ là bình tĩnh. Hắn cũng không bởi vì năng lượng khuếch trương khổng lồ kia mà hưng phấn. Trong thần niệm của hắn chỉ có sự an ủi ôn hòa, an ủi sự rung động trong lòng tất cả các sinh linh trong lòng đại hải. Hải thần thất thánh chu thủ hộ Đấu La lúc này đã quỳ rạp hai gối xuống, cung kính hướng về phía Đường Tam mà bái lấy. Sự bi thương trong mắt bọn họ lúc này đã là hoàn toàn biến mất, thay thế vào đó chỉ có sự hưng phấn điên cuồng. Ngay tại thời điểm cột sáng lam kim sắc kia phóng lên trời, thần niệm của Đường Tam đã xâm nhập vào trong đại não của bọn họ, đem những lời mà hải thần đã nói với hắn về kết cuộc tốt đẹp của hải thần Đấu La Ba Thái Tây, toàn bộ chuyển hết vào trong óc của 7 vị thủ hộ Đấu La, làm cho một tia khúc mắc cuối cùng trong lòng bọn họ cũng đã hoàn toàn biến mất. Toàn bộ cư dân trên hải thần đảo lúc này đều đang kéo nhau ra những lời chống trái, hướng về phía hải thần Thần Sơn mà quỳ lấy. Trong mắt bọn họ không ngừng tuôn ra nước mắt kích động, đã bao nhiêu năm rồi, trải qua không biết bao nhiêu thế hệ, bọn họ rốt cuộc là cũng đã chờ được thời khắc này, đợi chờ được hải thần đại nhân trở về, đó chính là tín ngưỡng của bọn họ. Bên ngoài hải thần đảo, trên mặt biển, toàn bộ tộc đàn ma hồn đại bạch xà đã xuất hiện hết ở trên mặt nước. Ma hồn đại bạch xà Vương Tiểu Bạch nhìn về phía hải thần sơn, nhìn lên cột quang mang lam kim sắc phóng lên cao, trong đôi mắt thật to chảy ra một tia nước mắt kích động. Nàng biết rằng từ thời khắc này trở đi, nàng đã chân chính trở thành bá chủ trong đại hải, bởi vì nàng đã từng là tọa kỵ của hải thần đại nhân. Trên Tử Chân Châu đảo, tất cả đám hải tặc đều hướng về phía kỳ cảnh xa xa kia mà nhìn cột sáng lam kim sắc dâng lên trên không trung, bọn họ đều nhìn một cảnh ngây dại. Uy áp đến từ hải thần kia làm cho mỗi tên hải tặc đều buông rơi vũ khí trong tay của mình, chỉ có ngơ ngác mà nhìn. Cát Tường cùng với Tử Chân Châu đang sóng vai đứng cạnh nhau, nhìn về phía cột sáng khổng lồ đang bốc lên từ trên hải thần đảo kia, kích động không nói lên lời. Bọn họ cũng không biết là đang xảy ra chuyện gì, nhưng mà Cát Tường lại mơ hồ là ở trong luồng quang mang lam kim sắc kia cảm nhận được hơi thở của sư phụ hắn. Ở tại bờ biển, sau cánh sau lưng của Thiên Nhậm Tuyết đồng thời mở rộng ra, Thiên Sứ Thanh Kiếm cũng đã xuất hiện ở trên tay của nàng. Nhìn về phía cột sáng lam kim sắc trên bầu trời, nàng thở mạnh một hơi, lẩm bẩm rồi nói: rốt cuộc là cũng hoàn thành rồi. Đường Tam, ngươi quả thật là không có làm ta thất vọng. Hải Thần, Hải Thần, ta ở đây chờ ngươi. Thiên Sứ Thanh Kiếm chỉ thẳng lên trên trời cao. Quang Minh Thánh Lực nóng chảy cùng với Thái Dương Thần Lực liên hệ với nhau, hình thành một đạo quang mang kim xích khổng lồ. Luồng quang mang lối liền với thiên địa này cũng là đại biểu cho năng lực của Thiên Sứ Chỉ Thần. Đây chính là lời khiêu chiến của nàng,
lời khiêu chiến của thiên sứ chi thần Thiên Nhậm Tuyết dành cho tâm nhiệm của hải thần Đường Tam. Ngay lúc này tại Võ Hồn Đế Quốc, Võ Hồn Thủ Đô, trong một căn phòng tối đen như mực, một thân ảnh toàn thân là màu tím sẫm đang đứng ở đó. Trước mặt của nàng là một cánh cửa lớn phát xạ ánh sáng màu tím đen. Một chân của nàng lúc này đã bước vào bên trong cánh cửa màu tím đen kia, nhưng mà đúng vào lúc này, cánh cửa bằng vào ánh sáng kia chợt run rẩy kịch liệt một chút. Một tầng quang mang màu lam nhạt chợt lóe lên. Đây là chuyện gì? Thân ảnh tím đen kia lại chợt ngây dại ra một chút rồi nói, lại thêm một tên nữa, không ngờ lại là có thêm một tên nữa. Được, chờ đó, ta nhất định là sẽ nhanh chóng trở lại. Vừa nói, nàng vừa kiên định bước lốt một bước còn giang dở của mình. Cánh cửa ánh sáng màu tím đen kia giống như là nuốt hết tất cả các quang mang xung quanh vậy. Ngay sau khi thân ảnh tím đen kia bước ra khỏi cái cửa ánh sáng đó, nó đã lập tức biến mất trong căn phòng tối tràn ngập hơi thở âm trầm kia. Luồng quang mang kim sắc kia duy trì là khoảng thời gian là nửa canh giờ mới hoàn toàn là chấm dứt. Đường Tam chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được năng lượng của thiên địa, cảm thụ được từng tiếng kêu gọi cùng với cung bái của từng sinh vật trong đại hải. Tín ngưỡng lực làm cho tâm tình của hắn dịu lại. Hàng hà sa số sinh vật trong đại hải đang không ngừng xung âm thanh thành tín nhất của chúng mà kêu gọi Đường Tam. Mà hải thần thần lực của Đường Tam cũng nhờ sự tín ngưỡng đó mà không ngừng tăng cao. Tam cánh chậm rãi khép lại, ép chặt ở sau lưng. Đường Tam thu hồi lại hải thần bắt sực của mình. Hắn đã dùng thần niệm của mình tuyên bố cả đại hải dương rằng hải thần đã trở lại. Từ thời khắc này, không ai được phép bôi nhọ hải dương. Hắn sẽ xuất toàn lực để hoàn thành sứ mệnh của hải thần, bảo hộ từng phần từng tấc nước ở trong đại hải. Tiểu Tam chúc mừng. Đối Mộc Bạch nhìn Đường Tam, quang mang trong mắt hắn có chút buồn bã. Cách đây không lâu, hắn vẫn còn là đại ca cường đại nhất ở trong Sử Lai Khắc Thất Quái, nhưng mà giờ đây, sự chênh lệch giữa hắn với Đường Tam chỉ sợ vĩnh viễn là không có cách nào thu hẹp lại. Nhìn Đường Tam, toàn thân bao phủ một bộ hải thần thần trang, hắn thậm chí là còn có cảm giác xa cách một chút. Dù sao, xét về mặt thực lực, bọn họ cũng là người của hai thế giới khác nhau. Mọi người sao lại dùng ánh mắt đó nhìn ta, không biết gì à? Đường Tam cười, vẫn lở nụ cười nhẹ. Thanh âm của hắn vẫn là giống như trước đấy, cũng không có gì thay đổi, cũng vẫn thân thiết với đồng bọn như là lúc trước. Ta đã nói từ trước rồi, danh hiệu thần này bất quá cũng chỉ là người đạt tới trình độ nhất định là sẽ đạt được. Thần cũng vẫn là người mà thôi, chẳng qua chỉ là cường đại hơn người bình thường một chút, nếu như người là mượn lực lượng của tự nhiên, đột phá tiềm lực của bản thân, như vậy thần chính là nằm trong tay toàn bộ lực lượng của tự nhiên mà thôi. Tuổi tác của các ngươi và ta cũng không chênh lệch nhau nhiều lắm, đồng dạng cũng là thiên tài trong nhân loại. Có lẽ không bao lâu nữa, các người cũng sẽ giống như ta vậy, đạt tới cảnh giới như thế này. Các người cũng đã chứng kiến được quá trình truyền thừa của ta rồi, cũng đã nghe những lời mà ta và hải thần nói chuyện với nhau. Bản thân hắn là một vị thần, nhưng mà hắn giống như là cũng không có được niềm hạnh phúc như là nhân loại chúng ta. Ta vĩnh viễn là vẫn là Đường Tam của Sử Lai Khắc Thất Quái, các người vĩnh viễn là huynh đệ của ta. Vừa nói, lam quang kim sắc trên người Đường Tam cũng đột nhiên thu liễm, tất cả áo giáp cũng là như hải thần tám cánh đều giống như là hòa tan ra, xung nhập vào trong cơ thể của hắn, chỉ còn lại một bộ trường bào màu lam kim sắc phủ bên ngoài. Ngay cả thanh hải thần tam giao kích cầm trên tay quán cũng là hóa thành một đạo lưu quang xung nhập vào trong dấu ấn của hải thần trên trán hắn. Một phút trước đây, hắn vẫn còn là một đời hải thần vang dội kim cố. Một phút trước đây, hắn hoàn toàn là thủ liễm hơi thở, nhìn bên ngoài có cảm giác giống như là một người bình thường vậy, còn không bằng một gã hồn sư bình thường nữa. Đương nhiên, bộ tóc màu lam trên đầu khoắn cũng vẫn là như cũ, không có thủ ngắn trở lại. Mang Tuấn thở dài một hơi, thật tốt quá, Tam ca vẫn là Tam ca. Ta còn tưởng là Tam ca sau khi thành thần sẽ có cảm giác cao cao tại thượng mà tiếp xúc với chúng ta chú. Chữ Vinh Vinh phỉ cười rồi nói, ta lại không có cảm giác như vậy chút nào. Cho dù Tam ca thật sự láng cao cao tại thượng đi nữa, cũng sẽ là không phải đối với chúng ta, không bao giờ là như vậy. Mà là với bọn Vũ Hồn Điện kia, bây giờ chúng ta cũng không còn sợ sự đụng độ với Võ Hoàn Điện nữa rồi. Chúng ta đã có Tam ca tọa chấn, cho dù là Thiên Nhậm Tuyết kia cũng là làm gì được cơ chứ. Nếu như đây là lần đầu tiên anh em biết đến với NTG, anh em muốn nghe chuyện từ phần 1 để hiểu cốt truyện, thì anh em có thể lên YouTube và gõ từ khóa NTG Reaction, ấn tìm kiếm, ấn vào trong trang chủ của mình. Anh em có thể kéo xuống danh sách phát truyện chưa đấu la đại lục. Anh em có thể nghe từ phần 1 đến phần 213 và tiếp theo là phần 214 trở đi. Và tất nhiên rồi, tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện chưa đấu la đại lục phần tiếp theo sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh channel NTG và trực tiếp kênh NTG Reaction. Cuối cùng thì mình NTG xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.